mời quý vị cùng nghe Truyện ở cổng đoàn, tác giả Vinh Kiêu, dàn dựng thầy Phaolô, phát thanh viên Trần Lê Thị Thành. Truyện thứ 6, đôi mắt. Ồ, có một cô gái với đôi mắt to tròn tuyệt đẹp của chim hòa bình, trông rất thánh thiện trong bộ măng tô đen, áo len trắng cao cổ, vừa xuất hiện sau giờ lễ truyền thống cộng đoàn. Và thật đặc biệt, cô gái đeo chiếc dây chuyền bạc, có hai thanh giá, một to một nhỏ. Thằng Khoa nói với cô gái tên là Soan: "Ái chà, em vác một lúc hai thanh giá cơ à, khỏe thế." Tôi bắt chuyện: "Dạ, con chào thầy, thầy là..." Thôi chết, cái măng tô đen dài quá gối, áo len, quần và cả giày đều màu đen, nó hại tôi rồi. Nhưng không sao, thầy thì càng dễ bắt chuyện chứ sao. Anh tên là, cũng là dân nhà Choa cả mà. Thật không, con đã gặp thầy khi nào cơ? Soan mỉm cười đầy nghi vấn, đôi mắt mở to như vừa tìm ra châu Mỹ. Thấy thế, thằng Khoa nói ngay: "Giới thiệu với anh, đây là Sơ Soan, chị ấy mới gia nhập nhóm mình nên chưa quen nhiều người." Tôi chưa kịp lên tiếng, thằng Tiến ở gần đó xem vào: "Sơ ơi, Sơ tu ở dòng nào? Dòng mến anh Thành hay dòng mến anh Khoa?" Hả, cái thằng này. Tôi giật mình chưa kịp phản ứng, đã thấy Soan tắt ngay nụ cười, giọng nghiêm nghị: "Chưa ai nói với chị như thế." Ôi á, lúc này trong Sơ chẳng hiền tí nào nữa. Ánh mắt trở nên nghiêm trang, lông mày bên trái nhấn lên, mắt phải nheo nheo hình chim ưng săn mồi làm tôi rùng mình. Thằng Tiến sợ quá chạy biến, khổ thân thằng bé lại vặn miệng nữa rồi. Câu chuyện đang rơi vào ngõ cụt thì Hòa Mi xuất hiện, đứng lo kẻ Soan vào sinh hoạt chung nhưng không quên bắn cho tôi một ảnh nhìn đầy ý nghĩa. Tối thứ 6, lễ hàng tuần của cộng đoàn, tôi lấy cớ xấu hổ chen chân vào hàng ghế sau nơi ca đoàn đứng. Tan lễ, tôi vừa lò dò đi theo Soan tính xin số điện thoại thì Hòa Mi đã véo von: "Anh đưa chị Soan về giúp em với, nhà chị xa lắm, đường thì tối." Soan không kịp từ chối vì tôi đã bám sát và tỉnh bơ, nhưng đó là chuyện đương nhiên. Đường xa thật, lại ngoặt nghèo vô cùng. Cũng may là đoạn đường này tôi đã từng qua, nhưng tôi vẫn đùa: "Lặn anh ra lạc mất." Soan nhìn tôi lom rom: "Hay em đưa anh ra đầu ngõ chứ không tội anh lắm." Bỏ tay, "Em nói thật đó, đoạn này em quen rồi, đã bảo anh không phải đưa về mà." Bó tay tập 2. Soan rất thành thật khiến tôi thực sự sốc. Quay xe té ngay, không Sơ tiễn lại mình thật thì nguy. Về đến nhà, tôi cứ thấy buồn cười. Soan thật quá ngây thơ. 12 năm ở đất Hà Nội này, lẽ nào tôi còn không tìm được đường về nhà? À, hay là mình làm phép thử. "Anh lạc ra đê sông Hồng rồi, xe bị thùng xăm, phải đẩy bộ, hu hu." Tôi nhắn tin cho Soan, nửa giây sau đã thấy điện thoại véo von, tôi vừa tắt máy gọi lại: "Không sao, anh tìm được đường rồi, mà điện thoại anh sắp hết pin." Nói xong tắt ngỏm máy đi ngủ. Mới sáng sớm, bật máy lên đã thấy cả đống tin nhắn của Soan và Họa Mi. Tôi vội vã nhắn lại, khẳng định là mình đùa, nhưng cả Họa Mi và Soan đều không tin, đinh ninh rằng đêm đó tôi phải ngủ ngoài đê thật. Sau này, tôi mới biết đêm đó Họa Mi và Soan lo cho tôi lắm, gọi cho tôi không được, quay ra cãi nhau. May mà không có hậu quả gì lớn, và cũng không có cô nào chạy ra đê sông Hồng tìm tôi cả. Có khi tôi cũng giàu trí tưởng tượng. Và chuyện tôi ngủ ở ngoài đê sông Hồng hay không, đến giờ với cả hai vẫn là một dấu chấm hỏi, chứ không thì tôi tiêu rồi. Tôi nhận lệnh đi công tác xa nửa tháng, nhớ cộng đoàn quá. Gần 2 tuần sau, tôi đang tính mua quà cho các anh em trong cộng đoàn thì ông sếp tự dưng quyết định về sớm. Vừa mừng vừa bực, bao dự định hỏng bét hết. Về đến công ty đã hơn 9 giờ sáng, bỗng có tin nhắn của Soan: "Soan phải nhập viện 108, nhờ mọi người đọc 3 kinh lạy cha, 3 kinh kính mừng, 3 kinh sáng danh cầu nguyện cho Soan nhé." Tôi tá hỏa gọi lại ngay thì không thấy nghe máy, hoảng quá phi xe ra bệnh viện 108. Giữa đường bắt máy cho Họa Mi, thấy Họa Mi trả lời, giọng hồi hộp trong tiếng thở: "Vâng, em cũng lo lắm, đang bắt xe buýt đến bệnh viện." Tôi càng lo hơn, quái, sao hôm nay lắm đèn đỏ thì không biết. Tôi bực dọc nhìn cái đèn báo ở ngã tư, còn 49 giây lận.
Phía bên kia lại có anh áo vàng làm tôi không dám vượt đèn. Đang cáu thì có điện thoại của Hoa Mi. Anh ơi, chị Xoan lườm mình, hôm nay cả tháng 4 mà. Em đang bắt xe buýt quay lại trường đây. Sốc quá, đèn xanh mà tôi quên cả đi luôn. Mấy người phía sau bấm còi ngỏi. Có nằm mơ tôi cũng không tin được. Sơ đã biết đùa, một quả đùa to như núi Thái Sơn. Lúc này mà tôi nhìn thấy cái mặt lông mày bên trái nhướng lên, mắt phải nheo nheo hình chim ưng săn mồi. Chắc tôi sẽ đập cho một cái cho hết bay luôn. Sau chuyện này, ba đứa bọn tôi càng thân thiết. Và khi Hoạn Mi chuyển nhà sang ở gần Xoan thì cơ hội tụ tập la cà cùng nhau nhiều hơn và có thêm nhiều kỷ niệm. Trong đó, kỷ niệm đáng nhớ nhất là một buổi tối đặc biệt. Hoạn Mi rủ Xoan và tôi đi xem ca nhạc ngoài trời. Đây là show ca nhạc hai mùa Noel của một ca sĩ tên tuổi. Con bé nằm trong hội Crazy Fan nên dí được cho Xoan và tôi một cặp vé hàng khủng. Ba đứa đi thật sớm, vừa rung răng rung rẻ đến sân vận động thì Hoa Mi tỉnh bơ. Em phải đi với nhóm tình nguyện viên đây, chúc hai người buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại vào buổi cuối, vào cuối buổi biểu diễn nhé. Bó tay, em còn bỏ chờ thế này, tôi lẩm bẩm. Xoan nheo nheo mắt nhìn tôi, vẫn cái nhìn chim câu nửa bay nửa đậu ấy. Anh cáu à, lần đầu tiên thấy anh cáu đấy, trông giống Nobita quá. Tôi bật cười. Ừ, vắng Suka thì đi với cha em cũng vui mà, hé, hé. Tưởng đâu, chọc giận cho chơi, ai dè em cười hồn nhiên. Kiếm cái quán nào ngồi rồi cha em hát cho mà nghe. Choáng, anh đã có người yêu chưa? Vừa vào quán cà phê ngồi chưa ấm chỗ, Xoan đã hỏi một cách tình queo khiến tôi giật nảy mình. Ai lại sỗ sàng đến thế cơ chứ? Tôi ậm ừ. Chưa. Thế anh thích người như thế nào? Cái này sao biết được. Thấy thích là thích chứ tiêu chuẩn gì chứ. Hi, anh nhiều tuổi rồi mà, cũng nên đặt tiêu chí, mà cưới một cô em cho xong. Đằng nào cũng phải lấy vợ mà. Ai hi hi. Ha ha, chỉ cần là người công giáo, là con gái và trên 18 tuổi là được. Ha ha. Hay nha, nhưng vì sao cứ phải là người công giáo ạ? Thì một trong những lý do để thành lập cộng đoàn Vinh là để những người bằng vai phải lứa tìm thấy nhau mà. Bạn bè anh và cả nhiều người nữa, em biết đấy. Lấy người ngoại là năm ăn năm thua à? Mà năm năm đã may, đấy là con trai công giáo lấy người ngoại. Chứ mà con gái công giáo lấy người ngoại thì may ra có 10% đôi giữ được đạo. Chưa đâu xa, nhóm que diêm tụi anh ngày xưa toàn các chú giữ tu đấy, nhưng đấy người ngoại cũng tèo hết cả con gì. Thấy tôi che miệng cười, Xoan hỏi. Anh cười gì thế? Gớm, tiêu chuẩn của anh mà đơn giản vậy, không ế tới tận bây giờ, em không tin. Thôi, hé lộ cho em tí đi, thích hiền, xinh hay học giỏi, để em làm mối cho, đi mà, hi hi. Con bé này được. Bùng bảo dạ, đã thế thì tôi cho biết tay, như em là được rồi. Anh. Có lẽ bấy lâu nay Xoan cứ nghĩ tôi nhát gái, hiền lành, nên dường như không tính đến phương án đối phó khi tôi bất ngờ phản công. Nàng há hốc miệng, mặt chuyển dần sang sắc đỏ. Thấy cô nàng lúng túng, tôi có đánh lạc hướng. Thế còn em? Biết tôi đánh đá bóng sang phía mình, Xoan đổi giọng, cười cợt lại tinh queo. Dạ có rồi ạ. Chết mất thôi, cơ mà nếu Xoan có người yêu thì ắt hẳn tôi đã nghe nói đến chứ nhỉ. Cộng đoàn Vinh này nói đông thì đông, nhưng những điều hệ trọng như vậy thì ít nhiều cũng phải có đồn đại chứ. Tôi giả vờ gật gù. Anh chàng nào may mắn dạy ta? Xoan bất ngờ ngửa mặt lên trời, cười lớn. Cô nàng chỉ tay lên trời. Chàng đang ở trên ấy. Tôi phát hoảng. Hả, trên tầng 2 à? Nàng lại cười lớn. Chết mất ha, ở trên 9 tầng mây cơ. Ôi à, người chết mất phải là tôi chứ. Tôi không ngờ Xoan lại có thể nói về đấng tình quân của mình một cách tình queo như vậy, mà lại nói thẳng với tôi. Dù chắc là em biết tôi đang muốn tiếp cận em, hay vì biết nên phải chặn sớm. Cũng hôm đó, Xoan đã kể cho tôi rất nhiều về cuộc sống của mình, gia đình,
bạn bè, quan điểm sống và nguyện ước được dâng mình cho Chúa. Em kể rằng em trai cha linh hướng yêu em lắm, đã mấy lần cầu xin em đừng đi tu, nhưng em nghe tiếng người yêu gọi thôi thúc trong lòng. Em muốn đi rao giảng tin mừng khắp thế gian như người yêu khi xưa, nên mặc dù có đôi lúc xao xuyến trước tấm chân tình của anh ấy, nhưng em vẫn nhất mực từ chối. Anh chàng theo đuổi mãi, cho đến khi cha linh hướng phải ra tay thì em mới được yên ổn với con đường đã chọn. Soan bất ngờ cất tiếng ca khe khẽ, nhẹ nhàng mà tha thiết bài Phó Thác, bài hát truyền thống của nhóm Hoàng Mai, cũng như tâm tình em dâng hết cho Chúa. Ngay trong quán cà phê, trước những đôi mắt tròn xoe của nhiều người xung quanh, em hát tuyệt hay. Không chai em chút nào, lúc em phiêu, tôi suýt bật cười khi thấy em lông mày bên trái nhướng lên, mắt phải nheo nheo hình chim ưng săn mồi. Thật đúng là mắt bồ câu, con đậu con bay. Lúc này tôi mới cảm nhận thấy Soan không dễ gần như tôi vẫn thường nghĩ. Cô sinh ra không phải để trong thế giới thực, mà đến từ câu chuyện cổ tích. Soan ở trước mặt mà bóng hình của Sơ cứ mờ mờ ảo ảo như sương mù Đà Lạt. Chen chúc vào sân vận động, đông thế này thì lạc mất, Soan kêu lên, rồi khoác lấy tay tôi một cách rất tự nhiên và kéo tôi thật nhanh về phía sân khấu với sức mạnh của một chai em. Tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Không phải đây là lần đầu tôi kéo tay một cô gái, mà là lần đầu điều ngược lại xảy ra. Ngạc nhiên hơn là cái cách cổ vũ ca nhạc cuồng nhiệt của Sơ, nó khác hẳn với cái nửa nghiêm nghị, nửa tỉnh queo khi chuyện trò với tôi trong quán cà phê lúc nãy. Tôi cũng cố bon chen lại gần sân khấu, bị đẩy ra lại chen vào tiếp, nhưng chẳng thể đua được với mấy anh chàng ga lăng cõng cả bạn gái lên để xem cổ vũ. Tôi thầm nghĩ, ước gì mình làm được như anh ý, mặc dù tôi mà muốn cũng không đủ sức. Cuối buổi ca nhạc, Mai mới tìm ra Hoạn Mi để về, mệt như tàu lá. Nhưng nhờ sự sôi nổi vốn có của Hoạn Mi, chúng tôi vẫn vừa đi vừa trò chuyện ồn ĩ. Tôi đưa Sơ về nhà. Lần này thì không được phép lạc nữa nhé. Soan không quên nói lời tạm biệt, đôi mắt vẫn nheo nheo kiểu nửa bay nửa đậu. Hoạn Mi cũng phải bật cười. Ngờ đâu đó là lần cuối tôi gặp Soan, bởi cô gái hiền dịu quyết dâng mình cho Chúa với ước vọng đem tin mừng đi khắp thế gian đã từng từ chối xây dựng gia đình với một người đạo đức trung tình như em trai cha linh hướng, khi đi giúp sứ ở Tây Nguyên là mến mộ một vị mục sư tin lành đang thực thi sứ vụ ở trên đó và theo anh ta đi khắp chân trời góc biển để truyền giáo. Bao nhiêu năm qua tôi vẫn không thể giải thích vì sao Soan lại làm như thế, nhưng thẳm sâu trong đáy lòng vẫn luôn dõi theo nàng. Thi thoảng tôi là giật mình thẳng thốt khi thoáng thấy có ánh mắt chim hòa bình ở đâu đó trên đường.